Thế mày làm cái này cho tao cái mẩu xương nha. Giọt nó thế, hôm nào đi làm lại đấy, hôm nào chúng nó đừng nghỉ sang tháng nhỉ. Đâu con cắt lâu rồi nữa thế chứ ban gì ba không biết một mà thôi con nào lọc cái còn miếng xương thì bán nốt chị bà con luôn. Giờ đây bà xem này, chú bà hôm nay đi đâu? Mẹ Nam ở đâu? Đi dỡ khoai, chơi á? Bà hôm nay thế đơn gì? Bê là cờ cám trời đất. Mày cứ bê nó mày cũng mày chứ. Thế mày giỏi không làm cái gì mà ăn? Em thì bố mẹ thì sao? Cứ quay mãi chả. Em vừa bán ủng hộ đấy. Rồi. Rồi ok nhá. Vào nha. Nấu nướng ăn ngon nào. Oh.